Thi Thiên 105. Hãy ca ngợi Đức Giê-hô-va và cầu khẩn danh Ngài. Hãy rao truyền công việc Ngài giữa các dân. Hãy hát cho Ngài, hãy ca ngợi Ngài. Hãy suy ngẫm tất cả các việc kỳ diệu của Ngài. Hãy tự hào trong danh thánh Ngài. Nguyện lòng của những người tìm kiếm Đức Giê-hô-va được hoan lạc. Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va và quyền năng Ngài. Hãy tìm kiếm mặt Ngài luôn luôn. Hỡi dòng dõi Abraham là đầy tớ Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp là những người Ngài tuyển chọn. Hãy nhớ lại những việc kỳ diệu mà Ngài đã làm, các phép lạ và phán quyết từ miệng Ngài. Chính Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng ta. Sự phán xét của Ngài ở khắp thế gian. Ngài nhớ giao ước Ngài mãi mãi, nghìn đời không quên lời phán của Ngài, tức là giao ước Ngài đã lập với Abraham, đã thề cùng Isaac, đã định cho Gia-cốp làm luật lệ và cho Israel làm giao ước đời đời. Khi Ngài phán rằng: "Ta sẽ ban cho con đất Canaan là sản nghiệp của con." Lúc ấy, họ chỉ là một số ít người, là những khách lạ trong xứ, đi từ nước này đến nước khác, từ vương quốc nọ sang dân tộc kia. Ngài không cho ai áp bức họ. Vì cớ họ, Ngài cảnh cáo các vua của chúng: "Đừng đụng đến những người được sức dầu của ta, chớ làm hại các nhà tiên tri ta." Ngài khiến nạn đói xảy đến trong xứ và làm cạn nguồn lương thực. Nhưng Ngài sai một người đi trước dân Israel là Joseph bị bán làm nô lệ. Người ta tra chân ông vào cùm, buộc xích sắt vào cổ, cho đến khi điều ông nói trở thành sự thật. Lời của Đức Giê-hô-va đã minh chứng cho ông. Vua truyền tha Joseph, người cai trị các dân tộc phóng thích ông. Vua lập ông làm người cai quản triều đình, quản trị tất cả tài sản mình. Ông có thẩm quyền trên các triều thần và dạy sự khôn ngoan cho các trưởng lão. Bây giờ, dân Israel cũng đến Ai Cập. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Cham. Đức Giê-hô-va làm cho dân Ngài thêm nhiều, khiến họ mạnh hơn kẻ thù của họ. Ngài khiến người Ai Cập trở lòng ghen ghét dân Chúa, lập mưu hại các đầy tớ Ngài. Ngài sai đầy tớ Ngài là Môi-se và A-rôn mà Ngài đã tuyển chọn trong xứ Cham. Hai người thi hành các dấu lạ và phép màu của Ngài. Ngài giáng bóng tối và làm cho xứ tối tăm, nhưng chúng vẫn không nghe lời Ngài. Ngài biến nước sông thành máu và giết chết cá của chúng. Đất sinh ra ếch nhái nhiều lúc nhúc, nhảy vào tận phòng ngủ của vua. Ngài phán, liền có ruồi mồng bay đến và muỗi đầy dẫy khắp xứ. Ngài giáng mưa đá thay vì ban mưa và sai lửa đốt cháy cả xứ. Ngài cũng phá hủy vườn nho và cây vả, bẻ gãy cây cối trong xứ chúng. Ngài phán, châu chấu liền bay đến, còn cào cào thì vô số. Chúng cắn phá tất cả các loại cây cỏ trong xứ và phá hoại hoa màu của đất. Ngài cũng giết tất cả con đầu lòng trong xứ, tức là tinh hoa của sức lực chúng. Ngài dẫn dân Israel đi tay đầy vàng bạc, không một ai trong các bộ tộc của họ chùng bước. Người Ai Cập vui mừng khi họ ra đi, vì nỗi kinh hoàng về Israel đã giáng trên chúng. Ngài khiến mây giăng để che chở họ, và ban đêm có trụ lửa soi đường. Khi họ cầu xin, Ngài đem chim cút đến và lấy bánh từ trời cho họ ăn no nê. Ngài chẻ tảng đá, nước liền phun ra như một dòng sông chảy qua hoang mạc, vì Chúa nhớ lại lời hứa thánh của Ngài và không quên Abraham là đầy tớ Ngài. Như thế, Chúa dẫn dân Ngài ra đi một cách hớn hở, dắt những người Ngài chọn ra đi trong tiếng hát vui mừng. Ngài lấy đất đai của các nước và ban cho họ, và cho họ thừa hưởng công lao của các dân tộc khác, để họ gìn giữ luật lệ Ngài và vâng theo luật pháp Ngài. Hallelujah. Gia-cơ chương 2. Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả. Giả sử có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em, và có một người nghèo, ăn mặc rách rưới, cũng vào nữa. Anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói: "Xin vui lòng ngồi chỗ này,
còn với người nghèo thì nói, hãy đứng đó, hoặc hãy ngồi dưới chân tôi đây. Như thế, có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không? Thưa anh em yêu dấu của tôi, hãy nghe đây. Chẳng phải Đức Chúa Trời đã chọn lựa người nghèo ở thế gian này để làm cho họ giàu trong đức tin và thừa kế vương quốc mà Ngài đã hứa cho những người yêu mến Ngài sao? Vậy mà anh em lại khinh dễ người nghèo. Chẳng phải kẻ giàu đã ức hiếp anh em, kéo anh em đến trước tòa án sao? Chẳng phải họ là kẻ xúc phạm đến danh cao quý mà anh em đã kêu cầu sao? Nếu anh em thực sự giữ trọn luật pháp của vua theo lời kinh thánh, hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em cư xử đúng. Nhưng nếu anh em tỏ ra thiên vị, thì anh em phạm tội, bị luật pháp kết án như một người phạm pháp. Vì người nào giữ trọn cả luật pháp mà vi phạm một điều, thì cũng bị kể như đã phạm tất cả. Vì Đấng đã phán, chớ phạm tội ngoại tình, cũng phán, chớ giết người. Vậy, nếu bạn không phạm tội ngoại tình, nhưng phạm tội giết người, thì bạn là kẻ phạm pháp. Vậy anh em hãy nói và làm như những người sẽ chịu phán xét theo luật pháp của sự tự do. Vì người không bày tỏ lòng thương xót sẽ bị phán xét một cách không thương xót. Nhưng sự thương xót chiến thắng sự phán xét. Thưa anh em của tôi, nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động thì có ích gì không? Đức tin đó có cứu người ấy được không? Nếu gặp một anh em hoặc chị em không có áo che thân, thiếu thức ăn qua ngày, mà một người trong anh em lại nói với họ, hãy đi bình an, hãy sửa cho ấm và ăn cho no, nhưng không cung ứng những nhu cầu cho thân thể họ, thì có ích gì không? Đức tin cũng vậy, nếu đức tin không có hành động thì tự nó chết. Nhưng có người sẽ nói, bạn có đức tin, còn tôi có hành động. Hãy chỉ cho tôi đức tin không có hành động của bạn đi. Rồi tôi sẽ cho bạn thấy đức tin bằng hành động của tôi. Bạn tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời. Bạn tin đúng. Ngay cả ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Người khờ khạo kia ơi, bạn có muốn biết rằng đức tin không có hành động là vô ích không? Chẳng phải Abraham tổ phụ chúng ta đã được xưng công chính bởi hành động khi ông dâng con mình là Isaac trên bàn thờ sao? Bạn thấy đó, đức tin đi đôi với hành động, và nhờ hành động mà đức tin trở nên trọn vẹn. Như thế, lời kinh thánh đã được ứng nghiệm. Abraham tin Đức Chúa Trời, và nhờ đó ông được kể là công chính và được gọi là bạn của Đức Chúa Trời. Anh em thấy đó, người ta được xưng công chính bởi hành động chứ không chỉ bởi đức tin mà thôi. Cũng vậy, chẳng phải kỹ nữ Rahab đã được xưng công chính bởi hành động khi bà tiếp rước các sứ giả và đưa họ đi bằng một con đường khác sao? Xác không có hồn thì chết, đức tin không có hành động cũng chết như vậy. Ê-xê-chiên chương 15. Có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, thân cây nho so với các cây khác có gì tốt hơn không? Và nhánh nho so với các cây rừng thì có gì hơn không? Người ta có thể lấy gỗ nó để làm việc gì không? Có dùng làm chốt để treo vật gì được không? Không, nó sẽ bị ném vào lửa để làm củi. Và khi lửa đã đốt hai đầu và khúc giữa cũng cháy, thì nó còn dùng được vào việc gì? Này, khi nó còn nguyên cũng chẳng dùng được vào việc gì, huống chi là khi lửa đã thiêu nuốt và nó đã bị đốt cháy, thì còn dùng làm gì được nữa? Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán: Như thân cây nho giữa các cây rừng mà ta lấy làm củi ném vào lửa, thì ta cũng sẽ phó cư dân Jerusalem như vậy. Ta sẽ hướng mặt ta chống lại họ. Họ sẽ ra khỏi lửa, nhưng lửa sẽ thiêu đốt họ. Và khi ta hướng mặt chống lại họ, thì các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ta sẽ làm đất này hoang vu vì họ đã phản bội ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ê-xê-chiên chương 16. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: Hỡi con người, hãy làm cho Jerusalem biết những điều kinh tởm của nó. Con hãy nói: Chúa Giê-hô-va phán với Jerusalem: Nguồn gốc và sinh quán của ngươi là đất Canaan. Cha ngươi là người Amorit, mẹ ngươi là người Hê-tít. Lúc ngươi sinh ra, ngày ngươi mới đẻ,
rốn ngươi chưa cắt, ta cũng chưa rửa ngươi trong nước cho sạch sẽ, chưa sát bằng muối, chưa bọc bằng khăn. Chẳng có mắt nào đói trong ngươi để làm một trong những việc đó cho ngươi, vì lòng thương xót ngươi. Nhưng ngươi đã bị ném giữa đồng trống trong ngày ngươi sinh ra, vì người ta ghê tởm ngươi. Khi ta đi ngang qua, thấy ngươi cựa quậy trong vũng máu mình, ta phán với ngươi rằng, dù ở giữa vũng máu, ngươi hãy sống. Thật, ta phán với ngươi, dù ở giữa vũng máu, ngươi hãy sống. Ta đã làm cho ngươi thêm nhiều ra như cây mọc ngoài đồng. Ngươi đã nảy nở, lớn lên và trở nên rất xinh đẹp. Ngực ngươi nảy nở, tóc ngươi dài ra, nhưng ngươi vẫn còn trần truồng. Khi ta đi ngang qua và nhìn ngươi, thấy ngươi đã lớn. Đến tuổi yêu đương, ta lấy áo ngoài trùm trên ngươi để che sự trần truồng của ngươi. Phải, ta đã thề với ngươi, kết ước với ngươi và ngươi thuộc về ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ta rửa ngươi trong nước, làm cho sạch máu vấy trên mình ngươi và sức dầu thơm cho ngươi. Ta mặc áo thêu cho ngươi, mang giày sắt lam, thắt lưng bằng vải gai mịn và đắp bằng hàng lụa cho ngươi. Ta lấy đồ nữ trang tô điểm cho ngươi, đeo vòng vào tay, mang kiềng vào cổ, tra khoen nơi mũi, đeo hoa tai vào tay và đội vương miện đẹp trên đầu ngươi. Như vậy, ngươi được trang sức bằng vàng, bằng bạc, áo quần của ngươi bằng vải gai mịn, bằng hàng lụa, bằng đồ thêu. Ngươi nuôi mình bằng bột mì lọc, mật ong và dầu. Ngươi đã trở nên xinh đẹp tuyệt trần và thăng tiến đến nỗi được ngôi hoàng hậu. Danh tiếng ngươi lừng lẫy trong các nước nhờ sắc đẹp của ngươi, và bởi vẻ oai nghi của ta đã ban cho ngươi, khiến vẻ đẹp ngươi thêm toàn hảo. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Nhưng ngươi kệ sắc đẹp mình, kệ danh tiếng mình mà sao vào thói tà dâm và bán dâm cho khách qua đường. Ngươi dùng quần áo mình làm cho những nơi cao trở nên sặc sỡ để làm điều dâm loạn tại đó. Những việc như thế trước kia và sau này cũng không bao giờ xảy ra. Ngươi cũng đã lấy những đồ trang sức đẹp đẽ làm bằng vàng và bạc mà ta đã ban cho ngươi để làm những hình người nam rồi hành dâm với chúng. Ngươi lấy áo quần thiêu của mình mà đắp cho chúng, lấy dầu và hương thơm của ta mà bày ra trước chúng. Bánh mà ta đã ban cho ngươi, bột mì lọc, dầu và mật ong mà ta cho ngươi ăn thì ngươi đem dâng lên như hương thơm cho chúng. Thật điều đó đã xảy ra. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Ngươi đã bắt các con trai, con gái mà ngươi đã sinh ra cho ta, đem dâng làm sinh tế cho chúng để thiêu nuốt đi. Những điều dâm loạn đó là nhỏ mọn sao? Ngươi đã giết con cái ta và đưa qua lửa để dâng cho chúng. Trong mọi điều ghê tởm và tà dâm ấy, ngươi không nhớ lại lúc còn trẻ, khi ngươi còn trần truồng, cựa quậy trong vũng máu mình. Chúa Giê-hô-va phán, khốn nạn cho ngươi, sau khi làm mọi điều độc ác ấy, ngươi lại xây bàn thờ và dựng các nơi cao cho mình trên mọi đường phố. Ở mọi đầu đường, ngươi xây nơi cao và làm hoen ố vẻ đẹp của ngươi, bán mình cho khách qua đường, và sự tà dâm cứ gia tăng mãi. Ngươi đã bán dâm cho người Ai Cập, là người láng giềng có thân thể vạm vỡ, và chọc giận ta bằng thói tà dâm ngày càng nhiều. Vì thế, ta đã giơ tay ta ra chống lại ngươi, thu hẹp biên giới ngươi và phó ngươi cho ý muốn của kẻ ghét ngươi, tức các con gái Philistine, và chúng hổ thẹn về sự dâm ô của ngươi. Ngươi cũng đã bán dâm cho người Assyri, vì ngươi chưa thỏa mãn. Sau khi đã phạm tội tà dâm với chúng, ngươi vẫn chưa biết chán. Ngươi đã làm cho sự dâm dục lan tràn đến tận Canđê là xứ thương mại, nhưng ngươi cũng chưa biết chán. Chúa Giê-hô-va phán, sao lòng ngươi mê đắm đến thế? Ngươi phạm mọi việc đó là việc của đàn bà tà dâm mà không biết xấu hổ. Khi ngươi xây bàn thờ nên mọi đầu đường, dựng nơi cao trên mỗi quảng trường, ngươi chỉ khác với gái mại dâm là bán dâm mà không lấy tiền. Ngươi là đàn bà ngoại tình, thích ăn nằm với người lạ thay vì chồng mình. Mọi gái mại dâm đều nhận tiền công, nhưng ngươi thì tặng lễ vật cho tất cả tình nhân, hối lộ cho chúng để chúng từ khắp nơi đến mua dâm nơi ngươi. Ngươi đã làm trái ngược với đàn bà khác trong chuyện tà dâm. Không ai tìm ngươi để mua dâm, nhưng ngươi lại đưa tiền cho khách thay vì khách trả tiền cho ngươi. Thật là chuyện ngược đời. Vậy nên hỡi kỹ nữ,
hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán: Vì ngươi đã đổ ra sự ô uế, phơi sự trần truồng khi bán dâm cho các tình nhân ngươi, vì mọi thần tượng ghê tởm của ngươi và vì máu của con cái ngươi đã hiến tế cho chúng, cho nên này, ta sẽ tập hợp tất cả tình nhân ngươi lại, tức những kẻ ngươi ưa thích, mọi kẻ ngươi yêu cũng như mọi kẻ ngươi ghét. Ta sẽ tập hợp chúng lại từ khắp nơi để chống lại ngươi, và ta sẽ phơi sự trần truồng của ngươi cho chúng thấy hết. Ta sẽ trừng phạt ngươi như trừng phạt đàn bà phản bội chồng và làm đổ máu. Ta sẽ lấy máu của sự giận dữ và ghen tuông mà đổ trên ngươi. Ta cũng sẽ phó ngươi vào tay chúng. Chúng sẽ phá tan bàn thờ và đạp đổ các nơi cao của ngươi, lột quần áo, đồ trang sức ngươi để ngươi trần truồng, lõa lồ. Chúng sẽ khiến một đám đông nổi lên chống lại ngươi, ném đá và đâm ngươi bằng gươm. Chúng sẽ đốt nhà của ngươi, trừng phạt ngươi trước mắt nhiều phụ nữ. Ta sẽ làm cho ngươi hết dâm loạn, và ngươi cũng không còn đưa tiền cho khách nữa. Lúc ấy, cơn giận ta sẽ dứt, sự ghen tuông ta sẽ lìa khỏi ngươi, và ta nguôi cơn giận, không giận ngươi nữa. Vì ngươi không nhớ lúc mình còn trẻ, nhưng lại nóng giận chống lại ta trong mọi việc, cho nên, phải, ta cũng sẽ làm cho đường lối ngươi đổ lại trên đầu ngươi. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chẳng phải ngươi đã thêm tội tà dâm vào mọi điều kinh tởm của ngươi đó sao? Người hay dùng tục ngữ sẽ lấy câu tục ngữ này mà nói về ngươi: mẹ thế nào, con gái thế ấy. Ngươi là con gái của mẹ ngươi. Mẹ ngươi đã chán bỏ chồng con. Ngươi cũng giống như các chị ngươi là những người đã chán bỏ chồng con. Mẹ ngươi là người Hê-tít và cha ngươi là người Amorít. Chị ngươi là Samari cùng các con gái nó ở bên trái ngươi. Em ngươi là Sodom cùng các con gái nó ở bên phải ngươi. Còn ngươi không những bước theo đường lối chúng mà còn phạm những điều ghê tởm như chúng. Ngươi cho điều đó là nhỏ mọn sao? Ngươi đã tự làm cho mình bại hoại hơn trong mọi đường lối ngươi. Chúa Giê-hô-va phán: Thật như ta hằng sống, Sodom em ngươi, chính nó và con gái nó cũng chưa từng làm như ngươi và con gái ngươi đã làm. Đây là sự gian ác của em gái ngươi là Sodom. Nó và các con gái nó kiêu ngạo, thức ăn thừa mỡ và lười biếng, nhưng lại không giúp đỡ kẻ nghèo nàn và thiếu thốn. Chúng trở nên tự cao, làm những việc ghê tởm trước mặt ta, nên ta đã tiêu diệt chúng khi ta thấy mọi điều đó. Samari chưa phạm đến phân nửa tội mà ngươi đã phạm. Ngươi đã làm nhiều điều kinh tởm hơn nó, và so với những điều ghê tởm của ngươi thì các chị ngươi còn công chính hơn. Ngươi phán xét các chị em ngươi thì chỉ chuốc lấy sự xấu hổ cho mình thôi. Vì tội lỗi ngươi còn ghê tởm hơn chúng nên chúng công chính hơn ngươi. Vậy hãy chịu sỉ nhục, xấu hổ vì ngươi đã làm cho chị em ngươi được kể là công chính. Ta sẽ đem những người bị lưu đày của Sodom và các con gái nó trở về, đem những người bị lưu đày của Samari và các con gái nó trở về, và cũng đem những người bị lưu đày của ngươi ở giữa chúng trở về nữa, để ngươi phải bị nhục nhơ, sỉ nhục về mọi điều ngươi đã làm. Và như thế, ngươi trở thành niềm an ủi cho chúng. Chị em ngươi là Sodom và con gái nó sẽ được phục hồi như xưa. Samari cùng con gái nó cũng được phục hồi như xưa. Và ngươi cùng con gái ngươi cũng sẽ được phục hồi như xưa. Trong ngày kiêu hãnh, miệng ngươi chẳng nhắc đến tên Sodom em ngươi. Lúc ấy sự độc ác của ngươi chưa lộ ra. Ngươi chưa trở thành đề tài chế giễu của con gái Aram, của tất cả láng giềng. Và các con gái Philistine ở chung quanh đều khinh bỉ ngươi. Ngươi phải rước lấy hậu quả của tội tà dâm và những điều ghê tởm của ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán rằng: Ngươi đã khinh thường lời thề mà phá hủy giao ước ta, nên ta sẽ đối xử với ngươi xứng với điều ngươi đã làm. Tuy nhiên, ta sẽ nhớ lại giao ước mà chính ta đã lập với ngươi trong những ngày ngươi còn trẻ, và ta sẽ lập với ngươi một giao ước đời đời. Khi tiếp nhận các chị và em ngươi, ngươi sẽ nhớ lại đường lối mình mà hổ thẹn. Bây giờ ta sẽ trao chúng cho ngươi làm con gái, nhưng không dựa trên giao ước với ngươi. Ta sẽ lập giao ước ta với ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Ngươi sẽ nhớ lại mà xấu hổ,
Và vì quá xấu hổ nên ngươi không còn mở miệng nói điều gì nữa, khi ta tha thứ mọi điều ngươi đã làm. Chúa Giê-hô-va phán vậy.